Xin chào mọi người, bên em là shop công Tokyo đấy. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu giày bóng rổ đến từ nhà Nike. Đó là đôi Air Jordan 36. Đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây. Một đôi giày bóng rổ Air Jordan với một cái tag rất là nổi bật ở đây. Đôi này được thiết kế bằng vải và có một cái dải màu trông khá là bắt mắt ở phía trên này chạy xung quanh thân giày. Đế giày vẫn được thiết kế bằng công nghệ Ezum khá là đặc trưng của những cái mẫu giày bóng rổ đến từ nhà Nike. Ở giữa vẫn có một cái thân kháng lực ở đây để hỗ trợ người khi chơi bóng rổ. Người có thể nhìn tổng quan đôi giày ở đây. Sản phẩm bên em thì là sản phẩm được order chính hãng tại Nhật nên là có tem tag đầy đủ. Mọi người có thể yên tâm khi đặt hàng bên em. Nếu như mọi người muốn đặt những đôi giày bóng rổ như thế này thì có thể liên hệ với bên em ở link bên dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã đón xem.